Dạ vâng, em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo truyền báo giá trực tiếp ngày hôm nay ạ. Và mới nhất trong ngày hôm nay thì em Thảo sẽ giới thiệu cho chị toàn bộ những mẫu xe đã được chào bán tại cửa hàng em. Anh chị là quan tâm, yêu thích mẫu xe nào thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0963040922 và số trên là số Zalo của em. Địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục năm cũ hướng nội xuôi về Hải Phòng ạ. Và ngay bây giờ em xin đi báo giá chi tiết từng chiếc xe một cho chị nhé. Vâng, chiếc xe đầu tiên em Thảo xin phép giới thiệu cho anh chị và các bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, một mẫu xe phân khúc hạng C Kia K3 có sản xuất là 2016, phiên bản số sàn, máy xăng, mang cố động cơ là 1.6. Em mang trên mình sơn xi màu trắng và em mang biển kiểm soát 20A46948 đấy ạ. Bên em đang chào bán với mức giá chỉ có hơn 300 triệu đồng thôi. Quý vị chỉ là yêu thích thì nhanh tay liên hệ trực tiếp em Thảo nhé, qua số điện thoại là 0963040922 ạ. Dạ vâng, tiếp theo em xin giới thiệu cho anh chị và các bạn tham khảo một mẫu xe Toyota Yaris có sản xuất là 2015, phiên bản số tự động, một mẫu xe nhập khẩu Nhật Bản như chị nhá, nhập khẩu nguyên chiếc. Em mang trên mình sơn xi màu trắng và em mang biển kiểm soát 30A93818 đấy ạ. Và với cái mẫu xe này thì bên em Thảo đang chào bán là 465 triệu đồng chị nhá. Đó, 465 triệu đồng, xe thì siêu đẹp luôn. Giá trên em sẽ bao rút được sơ và hỗ trợ vận chuyển cho chị. Anh chị là quan tâm, yêu thích cái dòng này thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em Thảo nhá. Cạnh đó là một mẫu xe Hyundai i10 bản sedan đầu có sản xuất là 2020, phiên bản số sàn, máy xăng, mang cố động cơ là 1.2. Em mang trên mình sơn xi màu bạc và em mang biển kiểm soát 89A30280 đấy ạ. Và với cái mẫu xe này thì bên em Thảo đang chào bán là 345 triệu đồng chị nhá. Đó, 345 triệu đồng này. Kia K3 thì là 385 triệu đồng chị nhá. Đó, xe rất là đẹp luôn. Cạnh đó là một mẫu xe che nắng che mưa, Kia Morning có sản xuất là 2010. Một mẫu xe che mưa che nắng rất là hợp lý nhá. Sơn xi màu trắng và em mang biển kiểm soát 15A20713. Với cái mẫu xe này thì bên em chào bán là 125 triệu đồng thôi ạ. Đó, chỉ có 125 triệu đồng thôi. Cạnh đó là một mẫu xe Kia Morning có sản xuất là 2015, phiên bản số sàn, máy xăng, bản SI bản đủ đấy ạ. Bản SI bản đủ đã trang bị đèn bi siêu sáng này, xi nhan tích hợp trên gương chỉ điện gương của xe là dáng đúc. Với cái mẫu xe này bên em chào bán là 225 triệu đồng chị nhá. Đó, 225 triệu đồng thôi. Anh chị là yêu thích cái dòng này thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em. Giá thì rất là hợp lý rồi. Xe này rất là nhỏ gọn và xinh nhá. Cạnh đó là một mẫu xe Nissan Terna có sản xuất là 2010, nhập khẩu Đài Loan có sản xuất là 2010 đấy ạ. Và mang khối động cơ là 2.0, phiên bản số tự động và bên em Thảo đã trả bán là 365 triệu đồng chị nhá. Mang biển kiểm soát Hưng Yên. Sơn xi màu đen thì cực kỳ là đẹp rồi. Trang bị khối động cơ thì rất là nhàn luôn. Đăng kiểm em này đến tháng 1 năm 2023 nhé. Khá là dài đấy ạ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Getz mang khối động cơ là 1.4 và bên em Thảo đã trả bán là 225 triệu đồng chị nhé. Sơn xi màu vàng và hai bên đèn pha rất là sáng bóng này. Mang biển kiểm soát 14A24184 đấy ạ. Xe cực kỳ là đẹp luôn. Màn hình cam lùi, hành trình đầy đủ rồi. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Wigo có sản xuất là 2019, phiên bản số sàn, máy xăng. Giá bên Thảo chào bán là 285 triệu đồng chị nhá, sơn xi màu bạc. Dòng Toyota Wigo rất là nhỏ gọn và xinh luôn. Đi rất là đẹp nha chị nhá. Dạ vâng, tiếp đến em xin giới thiệu cho anh chị và bạn tham khảo một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi Toyota Innova có sản xuất là 2007 bản G anh chị nhá. Em mang trên mình sơn xi màu bạc và mang biển kiểm soát Hưng Yên 89A03163. Bên em Thảo đã chào bán là 225 triệu đồng thôi ạ. 225 triệu đồng. Cạnh đó là một mẫu xe Toyota Vios có sản xuất là 2017, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.2, bản sedan đầu đấy ạ. Dòng Toyota đi cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ chị nhé. Em mang trên mình sơn xi màu trắng và mang biển kiểm soát 14A63570. Bên em Thảo đang chào bán là 368 triệu đồng ạ. Cạnh đó là một mẫu xe bán tải Ford Ranger Whitechuck có sản xuất là 2021, mang khối động cơ là 2.0, nhập khẩu Thái Lan, cực kỳ là đẹp. La răng thì rất là sáng rồi. La răng thì cực kỳ là đẹp nha chị nhá. Lốp dép thì quá dày luôn.
và em mang biển kiểm soát Hưng Yên 89C24529. Bên em Thảo nó chào bán là 950 triệu đồng thôi chị nhá. Đó, 950 triệu đồng này. Đời 2021. Cạnh đó là một mẫu xe Fortuner có năm suất là 2009, phiên bản số sàn, số tự động đấy ạ. Máy xăng ý chị nhá. Và bên em Thảo nó chào bán là 365 triệu đồng thôi ạ. 365 triệu đồng. Rất là đẹp luôn. Kia Morning 2011 này, phiên bản Sport. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai i10 có năm suất là 2015, phiên bản số sàn, máy xăng, bản sedan đầu, bản đủ ý chị nhá. Bên em Thảo nó chào bán là 265 triệu đồng ạ. Xe thì cực kỳ đẹp luôn. Em xin lỗi, 255 triệu đồng chị nhá. 255 triệu đồng thôi. Đó, chị là liên hệ alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922 chị nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning có năm suất là 2015, phiên bản số sàn, máy xăng. Và bên em Thảo nó chào bán mức giá chỉ có 185 triệu đồng thôi. Đó, 185 triệu đồng này cho một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2015 nhé chị nhá. Rất là đẹp luôn. Dạ vâng, và vừa rồi em Thảo đã quay chi tiết cho chị xem toàn bộ mẫu xe đang chào bán tại cửa hàng em. Anh chị là quan tâm, yêu thích mẫu xe nào thì nhanh tay liên hệ trực tiếp em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922. Và địa chỉ xem xe trực tiếp của em thì nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục Lâm Cũ hướng Lội Xuôi về Hải Phòng ạ. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị mới vừa xem video clip của Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin đợt like, đăng ký kênh và vào chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà ngày em Thảo sẽ đưa lên. Và ngay bây giờ em sẽ xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị quý chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.